Cứ đi xong là có gì thì cứ đến đây là anh bảo hành cho. Anh bảo hành máy cho em 12 tháng mà. Để anh ra anh bảo nó lắp cái kiến với lại mấy cái đồ linh tinh vào trong. Vâng, Tuấn Cương chào mến tất cả cô chú anh chị em trong cái mùa đại dịch này. Đây thưa cô chú anh chị em. Thì trong cái mùa đại dịch này thì anh chị em đến với Tuấn Cương là cả một cái vấn đề rất là khó khăn cái trong cái việc đi lại, nhưng mà vì cái sự ưu ái và đồng thời cũng là một cái uy tín của Tuấn Cương, cho nên là các anh chị em cũng vẫn đến với Tuấn Cương bình thường. Và đây như anh chị em đã thấy, chiếc thứ hai rời xốp Tuấn Cương trong cái ngày thời tiết cũng dễ chịu, nhưng mà đường thì như mùng 6 Tết vậy anh chị em. Thì Tuấn Cương cũng đã bán được chiếc thứ hai trong ngày hôm nay. Và thưa cô chú anh chị em, đây là chiếc Vespa S bạn ấy đã chọn. Đó, rất là mới, đẹp luôn. Và ngoài chiếc xe này thì Tuấn Cương còn rất rất nhiều các cái sản phẩm để phục vụ cô chú anh chị em, như anh chị em đã thấy trên màn hình đây. Không thiếu bất cứ một chủng loại nào, màu sắc rồi là kiểu dáng. Đó, anh chị em có thể thấy rất là nhiều. Anh chị em chọn lựa con nào thì cứ comment bên dưới cho Tuấn Cương. Và có thể kết nối với Tuấn Cương bằng Zalo, hay là nhắn tin qua Facebook, hay là comment trên dưới mỗi cái like của Tuấn Cương hoặc mỗi cái bài viết của Tuấn Cương, thì Tuấn Cương sẽ chào Lộc Trần nhá. Cảm ơn anh Lộc Trần rất là nhiều. Hay thưa cô chú anh chị em, còn rất nhiều các cái sản phẩm để cho cô chú anh chị em lựa chọn. Bởi vì Tuấn Cương đã chuẩn bị một số các cái hàng Vespa cũng như các cái sản phẩm Honda SH rất là nhiều chủng loại mẫu mã để cho cô chú anh chị em chọn lựa trong cái mùa dịch Covid này. Đây. Đây là một số các cái xe mà Tuấn Cương còn đang để trong kho. Và trong cái kho kia còn rất rất nhiều, nó có hàng trăm xe nữa cơ. Thì anh chị em cần loại nào thì cứ comment cho Tuấn Cương, để lại thông tin số điện thoại cho Tuấn Cương nhé. Rồi là Tuấn Cương sẽ hỗ trợ anh chị em kết nối Zalo, Facebook, rồi là comment bên dưới cho Tuấn Cương, thì Tuấn Cương sẽ hỗ trợ cô chú anh chị em. Tất cả các cái sản phẩm Tuấn Cương bán là đều có bảo hành, bao công chứng, bao tất tần tật cho cô chú anh chị em. Đó, anh chị em cần sản phẩm nào, cần loại gì là cứ inbox để lại thông tin số điện thoại cho Tuấn Cương. Tuấn Cương sẽ hỗ trợ cô chú anh chị em, không thiếu bất cứ một mẫu nào luôn. Cường ơi, lắp luôn cả hai kiến vào, cái này là nó đủ hết, nó đẹp. Đấy, bây giờ Tuấn Cương lắp kiến rồi bàn giao xe cho bạn này. Hai bạn trẻ này mua rất là nhanh. Đấy, hai bạn này là cái khách theo dõi cái kênh YouTube của Tuấn Cương và đã đến với Tuấn Cương. Đó, và thưa cô chú anh chị em, thì Tuấn Cương đã phục vụ được hai khách từ sáng tới giờ và cũng đã mua được một số các cái sản phẩm Vespa rất là mới và cũng đang chuẩn bị lên sóng cho cô chú anh chị em trên cái kênh YouTube nhá. Lát nữa Tuấn Cương sẽ live trực tiếp trên kênh YouTube này, fanpage này cũng có này, rồi là các cái trang bán hàng của Tuấn Cương như Zalo, Facebook. Đấy, Tuấn Cương live một lúc là 4 kênh luôn anh chị em. Chào Lê Hoàng Phát nhá. Chào Lê Hoàng Phát, cảm ơn Lê Hoàng Phát rất là nhiều, lần nào cũng vào ủng hộ Tuấn Cương, chia sẻ cũng như ủng hộ Tuấn Cương rất là nhiều. Cảm ơn Lê Hoàng Phát rất là nhiều. Đây, và đây là chiếc xe bạn này chọn, xe đẹp, biển đẹp, biển số 44788 luôn, rất là đẹp anh chị em. Đó, anh chị em có thể thấy Tuấn Cương còn rất nhiều các cái sản phẩm Vespa của dòng Piaggio hay là các cái sản phẩm của Honda SH, thì anh chị em mà nào thì cứ kết nối Zalo, số điện thoại của Tuấn Cương 0983 331 355, 0917 367 555, 0917 168 955. Đó, tất cả các cái số điện thoại của Tuấn Cương là đều có Zalo, Facebook và tất cả các bài đăng của Tuấn Cương đều để lại tất cả các cái đường link rồi số điện thoại thông tin cho khác. Vâng, chào Lộc Trần, cảm ơn anh Lộc Trần rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Tuấn Cương trong cái like của Tuấn Cương. Món loại gì anh trai? Dạ, Winner. Dạ, Winner đó. À, Winner em không có. Đây,
Và chuẩn bị tí nữa Tuấn Cường sẽ lên live con này. Mới về chưa rửa, tí nữa Tuấn Cường rửa xong rồi lên live cho anh chị em luôn. Đấy, rất là nhiều các cái sản phẩm anh chị em có thể thấy, không thiếu bất cứ một loại nào, sản phẩm nào. Vespa rồi là SH rồi là tất cả các cái sản phẩm được Tuấn Cường kiểm tra kiểm định rất là kỹ khi về để phục vụ cô chú anh chị em. Đó, anh chị em cần sản phẩm nào thì comment cho Tuấn Cường bên dưới. Nói chung là bên Tuấn Cường thì ngoài cái sản phẩm nấy thì còn các cái sản phẩm Honda SH, hàng bỏ mẫu rồi tất cả các cái hàng khác là đều có để phục vụ. 125, 150, ABS, CBS, tất cả là kiểm tra kiểm định rất là kỹ trước khi về giao cho cô chú anh chị em. Đó. Đó, vừa nãy bảo bạn ấy rồi. Giao cái hợp đồng lại cho bạn ấy nhé. Cái hóa đơn này là em giữ để đi đường này, nó có nguồn gốc này. Còn nếu mà giả sử như có mất thì lên anh biết khác được. Cái này là mất là không cấp lại được. Nhưng cái này là lên đây là anh rút lại được cho em. Đó, cô chú anh chị em, tất cả các cái sản phẩm của Tuấn Cường rất là phong phú đa dạng về mẫu mã, chủng loại, màu sắc. Anh chị em có thể tới cái địa chỉ 148 150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thì Tuấn Cường sẽ phục vụ cô chú anh chị em tận tình. Đấy, và trong cái mùa dịch này là anh chị em thân mến, là Tuấn Cường có các cái dịch vụ ship xe tận nhà cho cô chú anh chị em luôn nhé. Ship xe tận nhà cho cô chú anh chị em luôn. Đó, Tuấn Cường sẽ ship tận nhà luôn. Đó, kể cả trong thành phố cũng như là tất cả các cái quận, huyện hay là các cái tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Biên Hòa, rồi nói chung là các cái tỉnh miền Tây. Tuấn Cường ship tới nhà cho cô chú anh chị em luôn. Đó. Đây là cái mẫu SH 2020 cũng mới về, đi 900 km. Anh chị em nào cần thì cứ alo cho Tuấn Cường, đi 900 km. Thôi cứ ra lộc cho bạn ấy 500 đi. Hứa bạn rồi, ra lộc cho bạn 500. Mùa này là mùa gọi là giảm giá mà. Đó. Rồi, thì đến đây Tuấn Cường xin kết thúc cái buổi live trong cái chiều ngày hôm nay tại đây. Thì anh chị em có thể tới cái địa chỉ cũng như xem lại các cái video của Tuấn Cường, chọn lựa xe, kết nối Zalo hoặc là kết nối các cái cổng thông tin của Tuấn Cường. Địa chỉ, số điện thoại là Tuấn Cường sẽ ship tới tận nhà cho cô chú anh chị em luôn nhá. Rồi, Tuấn Cường xin chào và hẹn gặp lại. Chúc toàn thể cô chú anh chị em có một buổi chiều, ngày cuối tuần được mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình, và đặc biệt là an toàn tuyệt đối trong cái mùa dịch này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Theo dõi phần giới thiệu và đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube Xe Máy Tuấn Cường. Ấn vào cái chuông mỗi khi mà Tuấn Cường có các cái sản phẩm mới về, review báo giá thì anh chị em nhận được thông báo.